Thưa quý vị, chiều nay Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horacis 2022 tiếp tục diễn ra với các phiên đối thoại song song và các phiên họp toàn thể. Chủ trì phiên đối thoại đặc biệt về cơ hội đầu tư tại Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng giới thiệu sơ nét về quá trình 25 năm xây dựng phát triển của tỉnh. Phiên đối thoại đặc biệt có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong bài phát biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng khẳng định, Bình Dương tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương đa phương với các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế, trong đó có Ấn Độ. Dù số lượng dự án đầu tư từ Ấn Độ vào tỉnh đang khá khiêm tốn, tuy nhiên thông qua các hoạt động như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horacis 2022, tỉnh kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Bình Dương ngày càng củng cố nâng cao. Tỉnh sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến với Bình Dương. Tại phiên đối thoại, các đại biểu nhìn nhận Bình Dương có vị trí quan trọng như là cửa ngõ để kết nối tương lai. Khung định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển hài hòa, nhân văn, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau mà tỉnh đang xây dựng là phù hợp xu hướng chung toàn cầu. Các bạn đã làm rất xuất sắc. Các bạn có những đối tác rất tốt, cụ thể như là Semcorp và các khu công nghiệp V-Ship ở Bình Dương. Đó là cơ sở hạ tầng tốt, nên tôi rất kỳ vọng vào sự thành công trong dài hạn của Bình Dương. Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và tổng công ty Becamet liên quan đến chính sách ưu đãi đối với loại hình đầu tư trung tâm dữ liệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân nhân tài, giải quyết thách thức đặt ra từ quá trình đô thị hóa, đồng thời đề xuất Bình Dương cần tạo hành lang kinh tế mang tính dài hơi hơn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp quốc tế hoạch định kế hoạch và an tâm đầu tư vào địa phương. Tham gia phiên đối thoại đặc biệt thứ hai với chủ đề Cơ hội đầu tư tại Bình Dương vào chiều nay, các đại biểu được thông tin về thế mạnh và ưu đãi khi đầu tư tại tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Dương đang quan tâm như công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, cũng như đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực. Các đại biểu nhận định Bình Dương có một môi trường đầu tư thông thoáng, tiên tiến. Minh chứng nổi bật là tập đoàn đồ chơi Lego vừa có dự án đầu tư khủng tại V-Ship 3 của Bình Dương. Điều này chứng tỏ, bằng những giải pháp hiệu quả, Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài sau đại dịch COVID-19.